Máy tay tay vào mặt phải không? Cái đấy tôi không biết, cái đó tôi chỉ thẳng thắn gặp bố nó thì tôi không thể đánh được ở đây, tại vì là đây là trang nghiêm của tòa án nhân dân thành phố, tôi không làm bậy được, tại vì tôi đã là đã có người sau này nó có con cái, nó cũng trở về việc cảm ơn bạn rất nhiều nha. Rồi nó cũng về trở về xong rồi nó cũng làm lại người như vậy, người cha như vậy, như làm sao mà con lỗi bỏ xã hội là tốt, lỗi bỏ luôn. Vụ án này đây thì nhiều vụ án kiếp khác nữa, phải một vụ án này đâu. Mọi người đến đây đều bức xúc và sau này với tỷ 50 năm trước sau cũng phải về. Về xong rồi bắt đầu trở lại có mùi lòng, không có cái lòng giả thú thì sao mà sống, lỗi chỗ, lỗi bỏ xã hội. Lỗi luôn. Quyết định là lại luôn. Lỗi bỏ luôn. Lại rồi. Đâu phải riêng vụ án này đâu, có nhiều vụ án nữa, vụ đóng đinh rồi đó, bé nữa. Còn vụ đóng đinh ở ngoài Hà Nội nữa. Nhiều vụ án lắm. Chứ phải vụ án này đâu. Đâu, không phải là một vụ của Trang với Thái đâu. Em thì còn vụ đóng đinh ở ngoài Hà Nội nữa cơ. Đề nghị các lực lượng tập trung mời bà con ra khu vực công viên, không đứng ở vị trí hiện tại. Đề nghị tất cả các lực lượng tập trung mời bà con ra khu vực công viên, không đứng ở khu vực hiện tại. Ủa, ra công viên này làm cái gì? Đi mấy chục cái số tới đây để coi cây hả? Cái gì nó đâu có mất vỏ rồi con. Lấy cái gì cho chúng này chắc xong là được mà. Đó. Đó đây có chức sắc được mà. Đó, thôi, có phải là của dân như người ta. Giờ nó xử nó đắp màn hình mình đâu có thấy gì đâu. Thì vậy dạng nói TV của tôi. Thấp nhất là bị thấp nhất là phải tử hình. Mình nói đúng thôi chứ đâu có. Mình nói đúng. Thằng Thái là cha đẻ mà thấy con mình bị đánh như thế, không ra tay mà yếu mà còn tiếp tay cho mẹ ghẻ. Nhốt thằng chó, nhốt thằng chó ăn phân. Đề nghị bà con tập trung qua công viên, đề nghị tất cả các lực lượng tập trung vô. Ra công viên đứng đó sao coi. Alo, đề nghị bà con tập trung vào khu vực công viên. Đề nghị bà con tập trung vào khu vực công viên, không đứng trước cơ quan viện kiểm sát nhân dân thành phố. Đề nghị bà con không đứng trước cơ quan viện kiểm sát nhân dân thành phố. Đề nghị bà con tập trung vào khu vực công viên. Cái thằng này nè, nó úp mặt ngã ba rồi nó nghe lời cái con nhỏ này nó dễ duyên hơn. Vậy con nói thiệt, bây giờ nếu mà tòa xử chưa xong con vẫn ở đây tới chiều. Ở ngoài chứ thằng nào nói đêm cũng ở. Cái án tòa 1/2022 á. Mặc dù nhà con trong thành phố, con vẫn ở tới chiều. Con ở Thủ Đức. À cô quận 12. Chưa biết nữa, anh chưa biết. Ngày xưa con nhà con ở quận 12 nhưng mà ví dụ giờ con mua nhà. Ba mẹ con mua nhà về khu đô thị Vạn Phúc á. Ngày cô ở Mã Tư Ga.
gần con đấy. Nhà con thì cách sông đó, cô nhìn sang là khu đô thị Vạn Phúc đó, là nhà con. Không phải là chủ đất đấy. Nghe đâu. Sao bên trong không phát trực tiếp cho đây? Không có thông tin. Nếu mà có đồng bào thì đang 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 khai đang khai. Mà còn 3 hay là 4 hay là 2. Mình cũng là dự đoán. Đang khai. Con theo cái dự án này lâu rồi mà con chả có đi sâu nổi với cái đầu mà. Cái gì đó là nó cũng bấp bênh đó, nhiều thứ đó mình cũng chưa có đi sâu được. Không, nó chỉ đăng báo thôi. Tội. Tôi nói thật chứ phóng viên chứ bây giờ không qua được nổi mà. Không qua vụ này thì đối với tay mấy hai chị rồi. Vụ này đi viết thì dư luận. Vụ này dư luận cao chào quá. Đi không? Vụ đó mà. Hôm nay lâu rồi trước nhận. Tại vì cô có giao lưu với Vinh hả? Có nấu xài mạng đâu, ở đây không xài được cô. Dạ không, quay phim thôi. Dạ cô cứ lấy điện thoại cô quay bình thường, còn dạ quay thường à. Dạ đúng rồi. Ở đây nó cắt tóc. Chào mừng, chào mừng. 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 Ch
đâu ai qua, đâu ai phát được đâu. Không có người bảo vệ được hết.